Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Thu. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng mọi người một cái vấn đề, đó chính là bảo vệ cái làn da của con mùa đông mọi người ạ. Tại vì mùa đông ấy, mình thường hay dùng nước nóng cho con, chính vì thế mà con thường xuyên gặp các tình trạng như là bị viêm da này, bị nẻ ạ, bị khô hay là bị chàm mọi người ạ. Mà mọi người có biết không, khi mà bảo vệ làn da của con ấy cũng chính là tăng đề kháng cho con đấy mọi người ạ. Tại vì mà khi mà da bị tổn thương ấy cũng chính là cái nguy cơ tiềm ẩn mà cho vi khuẩn, virus hay là tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cái làn da của con và khiến cho con bị ốm mọi người ạ. Vì thế mà bảo vệ cái làn da vô cùng quan trọng với mọi người ạ. Mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại sản phẩm dưỡng da, tuy nhiên mọi người lại lo lắng không biết là có an toàn cho con hay không. Thay vì lo lắng thì mình hãy vào bếp để mình làm cho con một cái lọ dầu dừa vô cùng an toàn và hiệu quả mọi người ạ. Dầu dừa giàu vitamin E dưỡng da cho con rất là tốt. Nhà mình hàng năm ấy, cứ đến mùa đông là mình sẽ chuẩn bị cho con một cái lọ dầu dừa và dưỡng quanh mùa đông. Mình thấy rằng con nhà mình ấy, nó không hề bị gặp các vấn đề về da như là nẻ, bị khô hay là bị viêm da mọi người ạ. Đấy, vì thế hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách mà làm cái dầu dừa rất là dễ làm luôn mọi người ạ, đơn giản vô cùng luôn. Và chúng mình vào bếp để chuẩn bị làm dầu dừa cho con nhé. Và chúng mình cùng đi thôi. Nguyên liệu mà mình chuẩn bị hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị 5 lạng dừa nạo mọi người ạ. Và mình sẽ chuẩn bị 300ml nước lọc mọi người nhé. Kèm theo đó là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái khăn xô mọi người ạ, để mình lọc. Hoặc là mình có thể dùng khăn sữa của con cũng được. Và mình sẽ có thêm một cái máy xay sinh tố để mình xay cái dừa nạo này ra. Cái nước lọc ấy thì mọi người có thể dùng nước sôi nhé, mọi người đun sôi cái nước này lên. Và sau đó là mình sẽ chế vào khi mình xay cùng với lại dừa nạo trong máy xay sinh tố ấy. Tại vì là có nhiều máy xay nó không xay được khô, thế nên là mình có thể đổ trực tiếp cái nước sôi đi vào cái dừa nạo mà cho vào trong máy xay ấy. Hoặc là nếu mà máy xay nhà ai mà xay được thô thì mọi người có thể chế cái nước sôi này về sau mọi người nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đi xay dừa nhé mọi người nhé. Mình sẽ chế nước sôi vào đây nhé mọi người nhé. Tùy từng máy mà mình sẽ chế dần dần mọi người ạ, để nó phù hợp với lại cái chế độ xay của mỗi máy. Thì mình sẽ cho khoảng từ 100 đến 150. Với 5 cái lạng dừa nạo mà mình mua ấy, thì mình sẽ có 2 cái bát như thế này mọi người ạ. Đây là cái mẻ đầu tiên mình xay. Và tiếp theo là cái mẻ thứ 2 mình xay đây mọi người ạ. Đây là mẻ thứ 2 này. Đó, sau khi mà được 2 cái mẻ này rồi thì mình sẽ ngâm trong khoảng 20 phút nha mọi người nhé. Ngâm 20 phút trước khi mà mình vắt lấy cái nước cốt mọi người ạ. Thì mình sẽ đợi 20 phút nhé. Còn đối với những cái máy mà xay được khô ấy thì mọi người sẽ chế 300ml nước sôi vào và mình cũng ngâm trong vòng 20 phút nha mọi người nhé. Bây giờ là mình đi vắt nha mọi người nhé. Thì mình nhớ chia nhỏ ra để cho nó dễ vắt và nó vắt được kiệt, vắt được hết những cái nước cốt ra mọi người nhé. Sau khi mà vắt xong ấy thì mình sẽ cho vào nồi để mình đun nha mọi người nhé. Mới đầu mình sẽ đun to lửa, đến khi mà nó sôi thì mình sẽ cho nhỏ lửa và mình đun lửa vừa thôi mọi người ạ. Và mình sẽ khuấy cho nó không bị cặn xuống dưới nhé. Mình không cần phải khuấy liên tục mà một lúc mình sẽ khuấy một lần. Đó, mình khuấy cho đến khi mà nước dừa nó cạn thì thôi nha mọi người nhé. Thank you.
gần được rồi mọi người ạ. Và mình sẽ chuẩn bị mình tắt bếp nhé. Mình tắt bếp, mình không khuấy nữa và mình để một lúc. Sau đó là mình lọc qua cái rây mọi người nhé. Thì nó sẽ không bị rơi hết những cái cặn dừa, bụi dừa xuống, mà nó sẽ bám vào cái thành của cái đáy, mà nó sẽ không bị rơi xuống mọi người ạ. Bảo quản là nhiệt độ thường trong cái lọ kín thì mình có thể dùng được 2 năm. Và trước khi mà mình dùng thì mình nhớ rửa tay sạch sẽ và mình rửa mặt sạch cho con bằng nước nguội trước nha mọi người nhé. Muốn rửa tay mới cơ. Rồi, ok. Muốn rửa tay cơ. Ok. Mẹ ơi. Dạ. Con muốn rửa tay mới. Rồi. Nào đây ạ, bôi má cho nó mềm má nhá. Mềm má để nó không bị mẻ mặt nhá. Quay đây, quay đây. Quay nhìn vào đây. Đấy, xinh chưa? Xinh ghê đó. Ôi, chị con kêu hút mũi. Ok. Mũi, mũi của con nè. Ok, rồi. Mũi. Người đã theo dõi và cùng mình vào bếp. Mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình thêm một like, một đăng ký kênh và một nút chuông. Để khi nào mình có video mới nhất thì mọi người sẽ là người nhận được những thông báo đầu tiên nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại ở video lần sau.